Thưa quý vị, những ngày gần đây trên mạng xã hội chuyên về du lịch xôn xao về bức ảnh chụp tượng nữ hoàng băng giá Elsa được xây dựng tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Elsa là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng được nhiều trẻ em yêu thích trong bộ phim Frozen, nữ hoàng băng giá. Ông Nguyễn Ngọc Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Sapa, chủ cơ sở du lịch sở hữu bức tượng này cho biết. Bức tượng được ông đặt hàng đã nhiều tháng, tuy nhiên gần đây mới hoàn thiện để lắp trong khuôn viên khu du lịch. Từ tối ngày 18 tháng 7, các trang mạng xã hội đã liên tục chia sẻ hình ảnh bức tượng Elsa này. Đa số đều là những bình luận tiêu cực về thẩm mỹ, bức tượng không được đánh giá cao. Một số tài khoản nhận xét bức tượng không làm giống mặt chuẩn của nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Ngoài ra, nhiều người dùng mạng cũng tỏ ra chán nản trước việc những bức tượng kiểu này liên tục xuất hiện tại các điểm du lịch. Họ cho biết hình ảnh này không phù hợp với văn hóa của Sapa. Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã có văn bản chỉ đạo phường Phan Xipang chủ trì phối hợp với phòng văn hóa và thông tin, phòng tài nguyên môi trường, đội quản lý trật tự đô thị kiểm tra để xử lý công trình xây dựng trên. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân phường Phan Xipang đã thực hiện lập biên bản tạm dừng mọi hoạt động của công ty tại địa điểm trên và mời giám đốc công ty đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường để làm việc quán triệt thông tin tuyên truyền đến chủ cơ sở về chủ trương quy định liên quan đến điểm check-in. Đồng thời, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn đối chiếu với các quy định tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Vào cuối tháng 4 vừa qua, cơ sở Asapa cũng từng gây chú ý khi xây dựng bức tượng nữ thần tự do phiên bản đột biến ngay trong khuôn viên. Bức tượng sau đó nhận về nhiều ý kiến phản đối, cho rằng chưa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Và ngay sau đó thì cơ sở này đã phải tạm đóng cửa do đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đảm bảo để phục vụ khách du lịch. Đồng thời, cơ sở này phải xem xét, sửa chữa lại bức tượng để đảm bảo tính thẩm mỹ. Được biết, ngoài việc xây dựng tượng nữ thần tự do, tại đây còn có phiên bản mô phỏng tháp Eiffel và tác phẩm điêu khắc núi Rushmore của Mỹ. Tạc chân dung 4 vị Tổng thống Mỹ vào vách núi để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh. Vâng, để thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Sapa xuất hiện những bức tượng gây tranh cãi như thế này. Vậy liệu rằng chính quyền địa phương có nên đưa ra các định hướng cụ thể hơn cho các doanh nghiệp để phù hợp với văn hóa bản địa hay không? Chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với ông Đoàn Đức Minh, trưởng ban kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh Sapa để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin mời trường quay kết nối. Xin chào ông Đoàn Đức Minh, trước những tranh cãi xoay quanh bức tượng Elsa trên địa bàn tỉnh, hiện nay ông có đánh giá như thế nào về hoạt động xây dựng những bức tượng mô phỏng như thế này? Anh nghĩ cái này là do cá nhân của cái khu du lịch riêng của từng cá nhân ấy, chứ không phải là cái cảnh quan chung của khu chung của Sapa này. Mọi người ví dụ đưa lên báo này, mọi người nghĩ là cái này nó là thuộc cảnh quan chung, nhưng cái này thuộc về khuôn viên của khu du lịch của họ hoặc là cái khu của công ty của họ đấy. Thì chủ yếu là anh nghĩ là cái mọi người thì cũng nghĩ là cũng nói là đổi cho là cái người ta làm như thế thì nó sẽ phản cảm, nó xấu, thế nhưng mà đấy là do trào lưu thôi. Cái này anh nghĩ nguyên nhân sâu xa nó là do một số bộ phận, một số những cái bộ phận như là giới trẻ, một số thôi, anh nói một số trào lưu của giới trẻ. Nhưng mà chúng ta đang nhìn nhận những cái, tức là đang theo cái trào lưu, và ví dụ như cái nhà thờ đá thì trên 100 năm lịch sử không ai xem chụp ảnh check-in. Nhưng bạn lại đi check-in những cái nó rất là nhạt nhẽo. Thế là do trào lưu thì có cung thì có cầu thôi. Đấy, cái này cũng không trách ai được, bởi vì nếu mà nói về cái bộ tiêu chí thì chúng ta người quản lý đang chạy không kịp so với lại thời đại 4.0, chúng ta chạy không kịp. Trước đó, cơ sở kinh doanh này cũng đã xây dựng nhiều bức tượng được cho là thiếu thẩm mỹ và phản cảm. Vậy theo ông, có cần thiết đưa ra các định hướng cụ thể hơn cho doanh nghiệp trong vấn đề này không ạ? Mình nghĩ rằng cái đấy là rất là cần thiết để đưa ra một cái bộ tiêu chí để hướng dẫn cho doanh nghiệp, để thứ nhất là người ta có một cái định hướng để làm mà đỡ tốn kém chi phí làm xong này nè, là nó lại gây ra tranh cãi. Thế nhưng mà về cơ bản ấy thì cũng chính là cái quan trọng nhất vẫn là chính là ở cái đối tượng của chúng ta, chính là cái người mà đi thăm nó. Nếu như bạn cứ làm ra nhưng mà không ai người ta thèm thăm thì bạn phải tự dơ đi bỏ đi thôi. Cái này cái nguyên nhân sâu xa nó cũng không phải là do cái nhà quản lý hay là do cái người làm ra nó, mà nó chính là từ cái sự thích thú của một số các cái bộ phận
mà chúng ta cảm thấy hạt nhẹo. Và cái này nguyên nhân sâu xa của nó là chính là từ một cái trào lưu, một cái văn hóa nó gây ra vậy. Nên là chúng ta cũng phải cũng nên có hướng dẫn để doanh nghiệp khi người ta làm ra cái này nó chạy theo trào lưu chỉ một thời gian ngắn rồi là nó sẽ bị thoái trào, và như thế là cũng tốn kém lãng phí và nó không đạt được cái tiêu chí của Sapa. Sapa, tiêu chí của Sapa đó là chúng ta nên bảo tồn những cái gì về văn hóa và về thiên nhiên, và vẻ đẹp của nó chính là vẻ đẹp tự nhiên. Chúng ta không cần động chạm vào nó thì nó mới đẹp, để bảo tồn được nó hàng trăm năm, hàng nghìn năm thì sau này giá trị của nó cao. Còn nếu cứ động chạm vào thì đương nhiên là chúng ta sẽ tàn phá nó thôi, nhanh thôi. Nên là phải có hướng dẫn. Xin được cảm ơn ý kiến đến từ ông Đoàn Đức Minh, trưởng ban kiểm tra Hiệp hội Du lịch Sapa. Thưa quý vị, không chỉ tại Sapa mà nhiều khu du lịch trên cả nước cũng đã từng xuất hiện rất nhiều những bức tượng thiếu thẩm mỹ, thậm chí là gây phản cảm với du khách. Vào khoảng tháng 7 năm 2020, khu du lịch Quỷ Núi tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng được vào hoạt động, và ngay khi khai trương và đón khách tham quan miễn phí thì khu du lịch này đã chịu sự phản ứng dữ dội vì nhiều người cho rằng các tượng quỷ ở đây gây phản cảm, không phù hợp với cảnh quan chung và môi trường du lịch Đà Lạt. Sau đó, khu du lịch này đã phải tạm đóng cửa để điều chỉnh, sửa chữa các bức tượng cho phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục. Cũng trước đó, vào khoảng tháng 3 năm 2018, tại khu du lịch Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, nhiều người sững sờ khi thấy 12 bức tượng các con giáp với hình thù quái dị, chân chuông phản cảm, gây phẫn nộ trong dư luận. Tất cả các bức tượng này đều được làm bằng đá xanh nguyên khối, tuy đầu và mặt là 12 con giáp, nhưng thân thể lại y một con người, chân chuông, phô ra cả những vùng nhạy cảm, khắc họa rõ nét giới tính nam nữ, vô cùng phản cảm. Và ngay sau khi loạt tượng này gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng đã có ý kiến, công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu đã mặc đồ bơi cho các bức tượng. Một vài bức tượng được che đậy đi phần nhạy cảm bằng lá cây, chùm nho, nhưng những nỗ lực này cũng không giúp các bức tượng đỡ quái dị hơn. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.